Xin chào quý anh chị đến với kênh YouTube của em là Trường, đại diện tư vấn bán hàng của trung tâm auto vô gầm cao. Thì hôm nay bên em mới cập bến một chiếc Hyundai Santa Fe, xe rất là đẹp, thế là người cũng phải đẹp theo. Chiếc này của em là sản xuất và đăng ký 2021 mang tên cá nhân một chủ anh chị nhá. Và phiên bản này là phiên bản máy dầu, bản cao cấp nhất luôn. Thì option của nó mật ngập tràn. Thì em mời anh chị cùng đi sơ qua tổng thể một vòng xem là trải qua hơn một năm sử dụng xem là chiếc xe này nó còn những gì. Thì đầu tiên đấy là một chiếc xe vừa cập bến thì bên em sẽ cho nhờ các anh cả số khung số máy đến để chúng ta là có thể là làm bộ rút và sang tên. Đấy. Công việc này rất là vất vả bởi vì là nhiều khi xe rất là nóng và trời mùa hè chứ nữa thì anh rất vất vả luôn ạ. Thì đây là phiên bản cao cấp nhất nhưng mà chưa là cái model của 2022, thế là chúng ta sẽ không có cái radar để là cái tính năng đấy là bám đuôi theo xe phía trước đấy ạ. Chúng ta chỉ có giữ làn cũng là cảnh báo đèn làn luôn. Ở đầu xe thì chúng ta sẽ có hệ thống cảm biến trước cũng như là cam 360. Thì đây là cái cam lề trong hệ thống cam 360 ở phía bên này này. Đấy. Rồi là cái nước sơn xi của xe thì em đánh giá nó còn khoảng tầm độ loanh quanh tầm hơn 90% anh chị nhé. Hơn 90% cái nước sơn xi của xe. Và các cái khớp nối từ ba đợt sốc cho đến phần thân xe đã còn tương đối là khít. Chiếc xe này hiện tại là đang còn bảo hiểm thân vỏ cho đến tháng 6 năm 2023 nữa anh chị nhé. Đấy, mời chị. Nhưng mà còn cái phần hông xe thì ở đây chúng ta sẽ có một cái la răng phay hình ngôi sao bị cắt mũi đấy ạ. Đấy. La răng này la răng 19 inch và lốp còn rất là dày. Lúc vào lúc cung vô lúc theo xe luôn anh chị nhá. Đấy, xe mới chạy có 3.7 thôi. Đây là cái đít lúc này, tuần thứ 28 của năm 2021. Đó. Cái đặc điểm của lúc cung vô thì nó khá là giòn và cứng. Vì là giòn thì nó cũng hay bị dễ vỡ nhưng mà nó lại là ổn. Thế là chúng ta lốp theo xe này nếu anh chị là chạy thì bình thường có thể chạy được, còn không thì chúng ta nên nâng cấp lên cái dòng lốp như là Michelin để chúng ta có một cái cảm giác lái nó êm ái hơn. Bật lên xuống thì chủ xe cũng đã lên rồi anh chị nhá. Đấy là những cái trang bị mà chủ xe khi mà đã lên thì những anh chị thì mua xe đã qua sử dụng bên em ấy thì mặc định sẽ được thừa hưởng những cái đấy và bên em sẽ không liệt kê vào trong giá bán. Và khi anh chị mua xe mà lăn tăn về những cái vấn đề như là chiếc xe này đã từng bị ngập nước hay chưa này, từng bị bổ máy hay chưa, hay là có bị đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung mồm taxi hay không, thì bên em luôn luôn cam kết với anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý trước và cả sau khi nhận xe. Nếu mà sau khi nhận xe anh chị phát hiện những điều bên em cam kết là sai thì bên em sẽ thu hồi lại xe và hoàn lại 100% tiền cho anh chị luôn ạ. Ngoài ra thì cái cơ sở pháp lý phải vô cùng rõ ràng, đấy là không thế chấp, không cầm cắm và không vật nguội. Từ những chiếc 2020 đổ lên thì bên em sẽ bảo hành được cơ hộp số trong vòng 1 năm hoặc 20.000 km tùy điều kiện nào đến trước anh chị nhé. Thì cái thảm sàn này chủ xe cũng đã lên rồi đây. Đấy, thảm sàn có rồi nhá. Các cái bộ kia lốp thì vẫn còn nguyên và lốp sơ cua thì chưa. Lốp sơ cua này, lốp sơ cua chưa hạ. Vòi sân của nhà sản xuất còn nguyên luôn. Mời anh chị đi vào phía bên này một chút. Quay cho anh chị ra cái phần keo chỉ của xe nhá. Đây này. Keo bên đây này. Đó. Keo chỉ có nguyên bản hết luôn ạ. Da là da Nappa này, da xịn luôn ạ. Option thì rất là nhiều. Những chiếc xe này thì thực sự là nó quá nhiều option luôn. Bởi vì mang tiếng là xe Hàn mà. Hệ loa thì nó sẽ có loa hệ thống Harman Kardon này. Rồi là nhớ ghế hai vị trí đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có phanh tay điện tử ở phía bên trái rất là giống những cái dòng như cả là Mercedes đúng không ạ? Đấy, đây là có cái giữ làn luôn này, mở cốp điện cân bằng điện tử. Trên này chúng ta có cảnh báo đèn làn luôn. Đấy, các cái chế độ lái thì đầy đủ phía trên này luôn. Đấy, chế độ Sport này, Smart này, Eco này, Comfort này, cũng như là cái lái địa hình như là tuyết này, chống chân trượt cũng như là sa mạc. Sấy ghế là mặt ghế đầy đủ luôn nhá. Sạc không dây thì nó sẽ ở vị trí này. Đấy, sạc không dây vị trí này luôn. Cụm cái điện thoại vào đây. Đấy. Cửa nóc toàn cảnh luôn đây. Đó, trần rất là sáng nhá và chất liệu da còn rất là đẹp. Cái mà ghế của xe chạy 3.7 đây anh chị nhá. Nó còn rất là căng luôn. Xe này em vừa cho về mà chưa cho làm một cái gì cả. Mà ghế còn rất là căng này. Đấy, ghế phụ thì chỉnh điện luôn. Đó. Phần chỉ của xe này, chỉ cánh cửa này. Cam hành trình thì cũng đã gió rồi anh chị nhá. Cam hành trình thì đã có rồi đó. Trên này thì chúng ta sẽ có cái hệ thống camera trong cái chức năng đấy là hỗ trợ giữ làn cũng như là cảnh báo rạch làn anh chị ạ. Rồi đi vào cái phần ốc capo, tất nhiên là có nguyên bản hết rồi đấy. Chỉ của phần capo này. À.
ông Trần Máy này, còn Nguyễn Văn Sơn này. Đó. Số khung của Santa Fe nó vậy ở phía trên này anh chị nhé. Số máy là dưới đây. Máy xăng phía bên này anh nhỉ? Đấy, máy xăng phía bên này này. Máy dầu thì nó phải ở chỗ đây, phía đằng trước. Đấy, máy xăng thì đó phía bên phải của cái khoang máy. Đây, chân dung của anh chuyên cả số khung số máy bên em nhá. Hơi vất vả nhưng mà được cái là lắm tiền. Rồi, tổng kết lại video anh chị ạ. Em có một chiếc Vinfast Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp, sản xuất và đăng ký năm 2020, mang cho mình cái ADN mới của nhà Santa Fe. Chiếc xe này hiện tại đã chạy 3 vận 7 nhá, xe một chủ thôi ạ, biển tỉnh. Và mức giá của chiếc xe này hiện tại bên em nó mong muốn đấy là 1 tỷ 158 triệu chị ạ. Anh chị đã quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại 0945 542 555. Thì em sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho anh chị, thế có thể để chúng ta có thể là mang xe về anh chị nhé. Giờ chào anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.